Rồi hôm nay thì mình sẽ đi tiếp một cái bài về cái tính năng là Machining Flat Future với cái model Audi Green vẫn là trong thuộc là thô. Thì cái lệnh này nó có cái đặc điểm là gì? Nó chuyên phá tô những cái bề mặt bằng phẳng. Ví dụ một cái chi tiết như này. Đấy. Nó có chiều cao, độ sâu khác nhau nhưng mà bề mặt nó là bề mặt phẳng nhé. Đấy, không phải là hình dạng cong 3D mà nó phẳng, thì cái lệnh này nó cho phép nó gia công phá thô những cái chi tiết của bề mặt phẳng có nhiều độ sâu khác nhau. Cụ thể thì mình sẽ làm một cái bài ví dụ. Đây mình import cái model là flat vào. Rồi chọn import này. Chọn hướng dẫn số 1. Sau đó mình save as sang một cái file khác. Rồi. Ở đây mình sẽ tạo một con dao Enmil D12. Enmil. Mình để là M12. Ví dụ chiều dài là 25. Dao số 1. Rồi phần cán dao mình thêm phần cán dao vào. Ví dụ là để 45. Ok. Rồi close đi. Sau đó này mình sử dụng tính toán block. Ở trong bài này thì nó chưa, nó hiện tại là cái gốc mặc định của nó đang gốc chi tiết đang ở mặt đáy này. Bây giờ mình lấy cái gốc nằm ở trên chi tiết, rồi mình sẽ quét đối tượng này, kích chuột phải và chọn này, top selection, cái gốc của mình này. Ok, rồi mình tính toán block lên rồi xem, đó mình tính toán luôn cái phần nhấc dao an toàn, xếp vào rìa và tích vào calculate này. Ok. Phần Start Endpoint thì mình để chế độ Default. Rồi, cái này để Default, ok. Default mình đang để là Block Center Set, tức là con dao nó luôn ở cái vị trí tâm này. Sau bắt đầu nó đi ra, nó gia công. Là Block Center. Rồi đây mình sẽ chọn cái vẫn là cái chương trình phá thô 3D Audio Green này. Đây. Đây. Rồi chọn model Audio Green đúng không? Ok. Rồi, mình đặt tên chương trình là M12 Flat Off. Kích ok. M12 Flat off. Rồi ở đây thì mình sử dụng cái dạng là offset model, đường chạy dao là offset model, hướng cắt và area mình để chế độ cream, dung size 0.5, step 5 và step down là 12. 0.5 là 0.5 này để cho cả thành và đáy nhé. Rồi đây để 12. Ok. Giữ offset model. Rồi thì cái chế độ flat machining ấy, nó nằm ở cái flat machining này. Đấy. Thì trong cái gia công phá thô thì nó có cái option này cũng rất là hay.
ví dụ gia công đối với những cái chi tiết không có bề mặt cong, hoặc là những cái bề mặt dạng 2,5D, tức là có chiều cao, chiều sâu thay đổi, thì mình ứng dụng cái flat machining này nó hiệu quả hơn. Thì ở đây mình sẽ để chiều là flat off trước, rồi sau đó tính toán xem cái đường chạy ra của nó. Ở calculate đây. Rồi kích OK. Mình cho ẩn cái phần block đi. Rồi. Đó. Đấy, khi nhìn thấy đường chạy dao này thì thấy này. Kể cả những cái hệ lỗ này con dao nó vẫn xuống nó chạy này. Đó. Nó vẫn chạy xuống cái hệ lỗ này của mình. Rồi. Vậy là trong đây thì mình cần phải tối ưu hóa cái phần lỗ hệ lỗ này. Cái hệ lỗ này thì là không nên sử dụng con dao này mình gia công. Mà có thể sử dụng con dao nhỏ hơn để mình chạy được. Đây mình chạy mô phỏng đây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần một loại option nữa. Thì trong cái flat để chế độ off nhé, thì nó sẽ tính toán theo cái step down. Đó. Theo cái chiều cao của chúng Z. Rồi bây giờ mình copy chương trình ra. Rồi tích vào copy này. Rồi bây giờ mình sử dụng cái chế độ là flat level. Level OK. Rồi trong cái option machining thì mình chọn cái phần level thôi. Mình để chế độ level. OK. Còn cái phần multi cut này là mình sẽ xét các lớp cắt có bao nhiêu lớp cắt thì mình sẽ tính toán. Còn đây là mình đang để là tự động. Rồi tính toán đang chạy ra. Đấy. Đấy thì trong cái đường chạy dao này thì mình vẫn để thấy cái nó con dao nó vẫn chạy xuống phần hốc này. Tuy nhiên là cái đường chạy dao của nó sẽ đều hơn. Thì đây nó cắt theo từng lớp mà. Cắt hết một lớp trên bắt đầu đi xuống dưới nó cắt. Đấy là gọi là level. Đó. Rồi bây giờ mình sử dụng cái phần area. Rồi. Xem option area. Rồi mình mở setting lên. Rồi copy chương trình ra. Rồi bây mình sử dụng area. Ở trong cái nhóm flat này mình để ở đây này. OK. Sau đó mình tính toán đường chạy dao. Thì cái đường area này thì nhìn nó sẽ khác một chút so với level. Phần level có vẻ cái đường dao nhìn trong nó gọn hơn. Đấy. Area nó sẽ cắt theo vùng. Vùng có nghĩa là gì? Ví dụ nó hiểu đây cái bề mặt này là một cái vùng riêng biệt này. Đấy, còn phần đỉnh này nó lại vùng riêng, cái đường dao lại chạy theo kiểu này. Đấy.
Vậy mình xếp cái dự án này vào. Rồi xếp. Rồi mình đi tiếp. Machining thì mình sử dụng cái size area green. Vẫn trong cái bài này nhé. Rồi. Vẫn trong cái bài ví dụ này thì mình sẽ lựa chọn có một số cái option như sau. Đây. Đây là mình vẫn lấy cái ví dụ này mình làm để xem nó có gì khác biệt này. Rồi gọi tiếp đi. Rồi bây giờ mình chọn cái chương trình gia công vẫn là 3D Green. Rồi thì trong cái bài này thì mình sẽ chọn cái size area green. Cái này là nó vẫn gia công những cái bề mặt phẳng nhé. Rồi kích OK. Cái lệnh này nó giống tương tự như cái lệnh flat này, như ở cái chế độ flat trong cái 3D area green. Đấy. Thì cái nhóm nhận lệnh này nó nằm riêng biệt hoàn toàn so với cái thằng 3D area green, nó là size area green. Đấy. Thì bản chất của nó là vẫn gia công những bề mặt bằng phẳng thôi. Rồi. trong cái phần này thì mình sẽ chọn cái chế độ flat này. Size này. Đây là loại đường chạy dao. Size là các option lựa chọn boundary. Nó có thể chạy theo cái boundary của mình. Ví dụ là mình định nghĩa cái phần boundary này, boundary nó nằm ở cái vùng này. Đấy, mình phải định nghĩa cái đường bao của nó trước, thế sau nó chạy theo đường boundary. Pattern. Pattern cũng là định nghĩa cái phần pattern này. File. File đây là mình sẽ import một cái file khác vào để mình chạy. Nó là file PIC. Thì thông thường cái này thì rất là ít khi sử dụng. Toolpath. Rồi là flat. Thì đây cái flat mình dùng này. Đó. Rồi. Ở đây mình sử dụng là offset on. Này. Ở đây nó có 4 dạng đường đi dạp. Raster để offset model, offset on, vortex. Lượng dư mình để 0 step over 5. 0 step over 5 đúng không? Zoom size này để 0.02. Ok. Thì đây là cái lệnh gì? Cái lệnh này thì nó chuyên để gia công tinh những cái bề mặt bằng phẳng, toàn bộ những bề mặt bằng phẳng gọi là flat. Còn mình dùng trước đó là lệnh 3D area green ở cái chế độ flat, nhưng mà nó là dạng là phá thô, có thể là chạy tinh. Rồi ở đây nó có một cái lựa chọn flat machining tương tự trên. Rồi ở đây là mình để cái phần là allow tool outside flat. Đấy. Thì cái này là cái phần trăm đường kính dao. Cái này thì mình sẽ tính toán như sau này. Đây, đây, đây.
Vĩ 0,05 của 12 thì nó bao nhiêu? 0,05 12 là 0,6. Rồi. Rồi mình tính toán đường chạy dao này. Tính toán đường chạy dao nhé. Thì đây nó ra công tinh những cái bề mặt bằng phẳng này. Đấy. Thì mình để ý ở đây thấy này, con dao nó chạy qua cả cái lỗ này, chạy qua đây con dao nó không cắt vật liệu của mình nữa, tại vì trước đó này mình đã sử dụng con dao khác này mình chạy cái hốc này rồi. Rồi bây giờ mình có một cái option lựa chọn thêm, mình sử dụng cái y gông hâu. Cái này nó sẽ giới hạn những cái hệ lỗ nó lớn, nó vượt quá cái hệ lỗ trên chi tiết của mình thì nó sẽ không gia công. Tức là mình đặt cái giới hạn này, nhưng mình copy chương trình ra. Rồi trong cái phần y gông hâu này này, đây đây là hai lần phần trăm đường kính dao, tức là hai, hai lần đường kính dao đấy, 2 × 12 nó là 24 mà mình đo cái lỗ này xem, mình vào mình đo kích thước lỗ này, rồi chọn diameter, rồi kích thước lỗ này là 20, vậy là 24 mình sẽ giới hạn là 24, tức là nhỏ hơn 24 nó sẽ không chạy. Rồi, sau đó mình tính toán đường chạy dao. Tính toán đường chạy dao. Rồi, mình xem hai đường dao này có gì khác biệt này. Nó vẫn xem như nhau. Rồi. Và bây giờ mình lại copy ra một cái chương trình nữa. Đây mình để cái bài cái option đầu tiên nhé. Đây đầu tiên là mình đây. Mình sửa lại một chương trình này một chút. Trong cái chương trình này thì con dao nó vẫn đi qua cái phần này. Rồi mình vào mình setting mình chỉnh lại. Rồi. Trong đây thì mình là không sử dụng cái dao pull outside này. Đấy. Thì nó sẽ tính toán là nó sẽ bỏ qua những cái vùng mà con dao này nó chạy không cắt đi. Tính là option này. Rồi kích calculate. Đấy. Thì cái đường chạy dao nó sẽ khác biệt một chút. Lúc đây nó không chạy thẳng nữa. Đấy. Mà nó chạy vòng như này. Cái đường dao này có vẻ nó hơi lòng vòng một chút. Nhìn nó không đẹp bằng cái đường số 2 này của mình. Đấy, cái đường số 2 của mình này. Đi, đi thẳng này nhìn nó vẫn đẹp hơn. Thì cái option số 1 là số 1 là cái lựa chọn mình bỏ cái phần allow, tức là giới hạn không cắt, không gia công những cái vị trí con dao trước đó nó đã cắt rồi. Nó lưu ý cái phần đó. Đây phần này. Và cái chương trình số 2 là mình gì? Không sử dụng cái thằng này và sử dụng cái hôm nay. Ok.
Rồi bây giờ mình copy một cái lựa chọn nữa ra. Mình sẽ copy vào chương trình ra này. Rồi mình copy chương trình này ra đi. Okay. Rồi tiếp nó lên. Rồi trong đây mình vẫn là trong cái mục flat margining. Mình sử dụng là multi cut, tức là nhiều lớp, nhiều đường cắt khác nhau. Rồi flat margining mình tích vào đây. Tích vào cái size này. Mình tắt cái chương trình này đi, mình làm lại một cái chương trình mới luôn. Rồi vào tool này. Rồi mình chọn flat. Ba đường cắt và mỗi lớp cắt là 2 ly. Rồi 2 ly. Finish step down, ví dụ là finish step down là 1 ly, mình điền số 1 ở đây. Rồi sau đó nó tính toán đường chạy dao. Rồi calculate. Tạo ra là 3 đường cắt. Vì mình muốn cắt là bán tinh, sau đó cắt tinh một lớp cuối cùng. Thì thông thường như thực tế thì là thường là gia công tinh cắt một lớp thôi. Rồi mình xếp cái chương trình này vào. Ok. Rồi mình đi tiếp này. Trong cái mục tiếp theo thì mình sẽ đi về các thông tin ở trong cái Area Green Machining, tức là trong chương trình gia công thô. Rồi trong cái phần này thì trong Power Mill ấy, ví dụ đây là một cái đường chạy dao dạng cao tốc này, thì với những cái góc hẹp như này thì trên phần mềm nó sẽ tự động tính toán là con dao sẽ đi vào làm sao nó tối ưu nhất đường chạy dao. Còn cái phần thích nít là cái phần lượng dư. Cái phần lượng dư ở đây nó nằm trong cái mục này, này. Đây, tích nít nằm trong mục này, khi mình tích vào đấy thì nó sẽ ra 2 phần là lượng dư ngang này, lượng dư đáy này, tức là lượng dư thành và lượng dư đáy. Đấy, có 2 phần này, đây là lượng dư thành và đây là lượng dư đáy. Đấy, nó có tên gọi là Gaussian thích nít.
axial thickness. Tiếp theo là Z-hay, nó nằm trong cái mục là manual and child, nó nằm trong mục này này, manual. Đó. Rồi mình tích vào phần này. Đấy. Đây là mình tạo ra các đây là những cái thông số chiều sâu. Ở đây là mình đang để là số lượng chiều sâu lớp cắt này. Ví dụ 5. Ở đây nó giải thích có các thông số number step down, button z step down, value step down, tức là tạo ra một cái đường độc lập với cái chiều cao z flat này. Đấy. Intermediate tức là tạo ra một cái giá trị nằm giữa hai cái chiều cao khác nhau. Đấy, thì là ở đây nói chung là nó sẽ liên quan đến cái chiều cao z, tức là chiều cao từng lớp cắt một ấy, thì mình gia công. Ở đây ví dụ là mình tính toán ra lập 5 này. Rồi refillin, đây là tool path này, boundary button future set, tính toán ra tool path. Rồi ở đây khi mà mình để tick round ấy thì nó sẽ hiện lên cái phần gạch ngang màu xanh này, mình dễ nhìn này, phần nó đang chạy sao ấy. Đấy, ví dụ là 5 rồi nó chạy dài từ trên xuống. Đấy, mình nhập là 2 rồi tính toán calculate. Rồi ở đây mình phải sử dụng một cái chương trình toolpath. Đây mình nhập 10 nhé. Đấy. 4.5 trừ 7 trừ 11.6. 1 2 3 4. Ở đây mình xóa, có thể xóa tất cả những cái này đi. Chúng ta xóa đi. Rồi. Rồi thì xóa lại hai đường. Xóa đi. Nếu mà nhập là vào là 30. Thì cái clip. Đấy. Tính toán rồi. Từng lớp cắt một bằng nhau như này. Rồi bây giờ mình tính toán. Mỗi đường 3 đi. Bây giờ mình cho ẩn cái đường này đi cho dễ nhìn này. Rồi mình vào cái mục này, setting. Đây, nhìn cái đường chạy ra này thì mỗi lớp cắt của nó rất là đều nhau. Đây là tính toán theo cái chiều cao z. Rồi profile profile khi nào lại sử dụng profile? Profile có nghĩa là gì? Profile là nó sẽ gia công theo những cái đường biên như này này.
Đấy, những cái đường khớp viên bao quanh như này, như là profile, nó tương tự này đâu. Profile thì cũng có thể tính toán theo cái chiều cao Z. Tiếp theo thì là cái phần when. Cái when này thì là nó nằm trong cái mục này này. Đây mình phải sử dụng trong cái lệnh profile, mình vào toolpath này. Đây, model profile. Cái model profile nó chính là cái phần này, profiling. Nó vẫn là thuộc là trong dòng là gia công thô, trong cái mục là 3D Early Clean. Model profile. Rồi. Rồi. Ở trong cái phần này nó có cái phần khi mình để mình nhìn cái hình này. Đây nó có một cái đường chạy giao duy nhất. Cái profile này có nghĩa là gì? Nó sẽ chạy thay quanh những cái vị trí cái đường khớp này này, những cái đường như này. Chạy quanh đây, cái hình này đấy, mình nhìn thấy kiểu chạy ra của nó. Và step cut, ví dụ là nó để gia công những bề mặt là góc nghiêng, step cut những cái phần là góc nghiêng này, mình khi mình gia công thô thì mình chắc chắn mình sẽ sử dụng cái step cut để mỗi step cut mình chia nhỏ ra là bao nhiêu. Mình nhập một số đây rồi. Ok. Rồi. Bây mình chạy thử một cái file này. Rồi, kéo lên. Thì đây là chạy profile. Thì đấy nó chạy, thì nó chỉ chạy những cái thành này thôi. Profile đứng đây. Đấy. Tất cả những cái profile nó đang chạy. Cái đường giao này thì mình có phải tính toán theo cả một lớp hoặc mình chia ra thành nhiều lớp, vẫn là theo cái hướng Z của mình. Thì nó là profile. Ở đây mình có thể là offset profile raster. Cái profile này được chạy khi nào, tức là mình có chạy trước thô hay là sau phần thô. Đấy. Ở đây mình đang để là chế độ là manual, mình để tự động đi. Ví dụ tự động mình để là mỗi lớp cắt của nó thôi, mỗi lớp cắt nhé. Ví dụ mỗi lớp cắt là 5 ly. Rồi. Rồi mình tính toán lại. Thì cái này thì là cái đường chạy dao này nó nên chạy sau cái đường gia công thô. Đây nó khuyên này, chạy cái đường khi mình cài đặt ý, trên cái phần raster, cái đường trong cái mục là gia công early green ý, tức gia công thô. Cái này để chế độ thông thường, không có profile. Chạy trước khi mà cái profile này được pass ra, tức là mình offset trước khi mình chạy cái phần raster. Cái này thì nó sẽ tự động nó tính toán là chạy trong quá trình kết hợp cả thằng raster path nữa. Cái option thứ tư là after, cũng là chạy sau. Đây cái để lấy để cái
phần này cho. Rồi trong đây thì mình có thể hiệu chỉnh được cái cut distance. Đây là số đường cắt ngang. Mình để là 5 đường, là 3 đường chẳng hạn. Step over là 5 ở click ừ. Thì đây nó sẽ tính cho mình là 3 đường cắt này. Theo ngang, theo phương ngang ấy. Tức là theo mặt phẳng x y, theo mặt phẳng x y đó là 3 đường cắt, nhập vào đây. Vậy mình mô phỏng thử cái chương trình này xem nó chạy này. Thì cái lệnh này phá thô những cái biên dạng 2,5D rất là nhanh. Những cái biên dạng mà có bề mặt bằng phẳng ấy, nhưng mà có nhiều hình dáng, nhiều độ sâu khác nhau. Cái thằng này phá thô rất là tốt. Nó chạy theo cái profile, biên profile nhất định. Okay. Và ở đây thì mình có thể xóa đi những cái đường chạy sao nào mình cảm thấy nó thừa chẳng hạn. Ok. Như là cái đường dao này. Ở đây là cái đường dao này. Đây cái đường dao này. 1 2 3 3 đường dao này. Ở đây mình có thể xóa cái đường dao 3 đường dao này đi. Rồi. Mình chọn vào kích hoặc chọn delete. Delete. Ok, mình vào toolpad. Toolpad edit. Chọn delete select này. Đấy, xóa ba đường dao rồi. Đây là cái kiểu chạy dao dạng model profile. trong mục là toolpath phần 3D area green ấy. Rồi model profile này. Đây là cái model red profile. Thì cái này nó tương tự như này. Tức mình dùng con dao nhỏ hơn mình đi ghép lại. Tương tự nhau. Rồi size area green và size profile. Size area green là gì? Nó sẽ gia công những cái bề mặt flat. Còn size profile nó lại giống như thằng model profile. Thì thằng này để chạy tinh nhé. Thằng này chạy tinh. Để chạy tinh được. Okay. Rồi sang cái phần hướng cắt. Cái hướng cắt thì là trong chương trình nào mình có cái hướng cắt của nó thôi. Ví dụ chương trình này. Đây là hướng cắt. Đấy, thông thường thì để gia công thì mình để cái chế độ mặc định cream này. Cream. Có cái phần area này
những chi tiết nào nó có hình dáng hình thù nó khác biệt, tức là theo không theo nó không theo một cái quy luật nào cả, thì mình cái phần ODA này mình có thể để ND, tức là nó sẽ đi theo hai hướng x hoặc là y hoặc là cả hai, cả x cả y. Thì thằng này nó sẽ đi cream, nó sẽ đi theo một cái hướng đồng nhất. À, qua finish này để gia công tinh thành, nó nằm trong cái mục qua finish này. Nếu mà mình muốn gia công tinh bằng cái con dao hiện tại thì mình sử dụng con dao này gia công tinh luôn, thì lúc đó là cái phần lượng dư gia công thành thì mình để vào công. Phần allow tool outside block nó nằm trong cái mục là limit này, chạy ở tâm con dao. Flat margining đây, cái lúc mực mà mình vừa đi đấy, vừa đi bài trước rồi. Phần ramping, cái ram này là cái chế độ là vào dao theo đường zigzag. Thì nó nằm trong cái mục là lead ending này, này. Nó nằm trong cái mục này, lead ending này, lead in, theo chế độ ram, mình sẽ vào cái ram option, mình cài đặt thông số trong này, ram, đây ram length này, chiều dài này, đây góc zig này, đây góc rắc, đây tool của mình. Rồi,